Tâm cơ. Tâm rồi. Anh Tuyền à, chúng tôi theo cầu thang đi. Tôi sẽ gặp hai mục tiêu. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Đồng ý xong rồi, cắt bánh đi. Ok, tôi hy vọng thiên hạ thái bình. Tụi mình đồng tâm hợp lực để bảo vệ cho Hồng Kông được yên tĩnh và phồn vinh. Đúng rồi. Ba nuôi à, cầu nguyện nói ra không có linh đâu. Đừng sợ, ở Hồng Kông là một nơi có phước, đâu có gì cấm kỵ. Đúng vậy, đúng vậy. Đánh ra. Đánh ra, đánh ra. Đánh ra đi, cái chỗ đó đi. Đánh lên. Tụi nó có AK đó. Thêm tuổi rồi đó. Ra coi có chuyện gì. Yes sir. Chuẩn bị. Tụi anh qua bên kia. Yes sir. Yes sir. Ê, cẩn thận nha. Bọn chúng đã cướp đi hệ thống báo động của SCM, tài liệu của khách hàng và bản đồ bố cục truyền hình treo khắp nơi. Tổng cộng có bao nhiêu khách hàng? Ở Hồng Kông có tất cả là 384 ngân hàng, 562 tiệm vàng. Còn có những công ty khác cũng vào khoảng 400 công ty. Nếu lần này chúng ta có muốn điều tra tài liệu của khách hàng, tôi nghĩ chắc là phức tạp lắm. Tôi hoài nghi lần này có lẽ là bọn dòng lớn chuẩn bị một cuộc hành động đánh cướp liên tục. Tôi đã liên lạc xong với các hành cảnh quốc tế ở Trung Quốc rồi. Họ hứa sẽ cung cấp tài liệu của dòng lớn. Đúng 12:45 chuyến xe sẽ đến ga xe lửa Hồng Âm. Ủa, sao đến nhanh như vậy? Cổ tên là Dương Kiến Quê, lần trước có hợp tác với mình rồi, rất là hăng hái. Nhưng mà lần này cổ đến chỉ là cung cấp tài liệu mà thôi, không có tham dự bất cứ hành động gì. Phải làm cho tốt quan hệ giữa đôi bên. Hả? Yes sir. Yes sir. Huê, cổ rất xinh đẹp đó. Goodbye sir. Ê, gái đẹp đó nha. Có người nào mà chú Tiêu không nói đẹp đâu. Mày cũng tin sao hả? Chào người đẹp. Chị Minh à, để tôi rước chị Minh được rồi. Không cần đâu, gian nan cùng chịu mà. À, xin lỗi cô, có phải là Dương Kiến Quê hay không? Tôi không phải. Xin lỗi.
Cô có phải là Dương Kiến Quê không vậy? Tôi không phải. Xin lỗi. Sao lại vậy chứ? Người này mà cũng hỏi. Cô có phải Dương Kiến Quê không? Không phải, anh làm rồi. Xin lỗi. Thanh tra Lý Quang Minh hả? Dạ phải, cô là cô Quê hả? Quang Minh, Quang Minh. Xin lỗi nha, vì hồi nãy tôi bị kẹt xe cho nên tới trễ. À, trộm cướp Hồng Kông làm việc gì cũng chờ anh. Không phải đâu, tôi bị kẹt xe thiệt mà. Tôi xách cho. Khỏi cần, tôi xách được rồi. Bộ xếp tiêu không có nói cho anh biết dáng của tôi như thế nào hay sao? Có, ông nói cô trẻ đẹp và còn tài giỏi nữa. Tài quan sát của anh rất là tỉ mỉ. À nè, để tôi giới thiệu người hợp tác với tôi, Quách Thiếu Long. Đây là cô Dương Kiến Quê. Chào cô Dương Kiến Quê, kêu tôi là Tiểu Long được rồi. Xe đậu bên kia kìa. Vậy mình đi. Ê, khoan ghi số xe đó. Sếp hai à, đừng có phạt. Sếp hai à, đồng nghiệp mà. Đồng nghiệp cũng không biết làm sao đây à. Giờ tôi ghi hết rồi. Quê, quê. Cảnh sát Hồng Kông làm việc cũng rất nhanh, lại không thể đút lót được. Thôi, lên xe đi. Lên đi. Mời. Tôi ở chỗ này, còn cô bên kia. Mỹ à, tụi anh về tới rồi. Em Mỹ. Em nói về sớm để dọn dẹp giùm em mà. À, xin lỗi nha. Anh Mỹ à. Anh Minh. Tiểu Long với Minh đi công tác mà. Để tôi giới thiệu, em gái của tôi tên Mỹ. Tôi tên Dương Kiến Quê. Quang Nghiên, chào cô. Em cười cái gì? Đừng có vô lễ nha. Em cười cái gì? Còn không dọn đồ qua phòng bên cạnh. À, chỗ này hồi trước là em Mỹ ở, cô thấy sao hả? Rất là đẹp. Xin lỗi nha, làm quấy nhiễu đến cô. Ờ, xin được có khách sáo, anh của tôi hả? Rất hiếm có bạn gái như vậy để mà đến quấy nhiễu tôi. Hey. À, phải rồi, anh chị cứ việc tự nhiên đi nha, tôi còn phải đi dọn đồ qua phòng bên cạnh nữa. Chị cứ coi chỗ này như là nhà của chị là được rồi. À, nếu như chị có cần đến tôi thì cứ la lớn là được. Em gái của tôi chú chế hoài à? Đâu phải, rất dễ thương. À, cô cứ tự nhiên nghỉ ngơi nha. Cảm ơn. Mỹ à. Mỹ. Anh hai. Sao anh trở lại phòng bên này mau như vậy? Em làm gì thì làm, đừng có dẫn chơi bậy bạ nha. Bây giờ em thành thật nói cho anh biết, con gái có chất lượng cao quý như cổ không phải là thường có đâu, huống chi còn là đồng nghiệp. Thế đúng rồi đó. Mắc mấy gì mày? Em đổi tính hồi nào vậy? Thường ngày không phải em đòi hỏi cao sao? Nói tóm lại, lần đầu tiên em thấy cô ta thì thấy cô ta rất hấp dẫn. Nè, mũi thì cao cao, mặt thì hơi dài dài, là tướng dượng phu rất là xứng với anh đó. Người ta chỉ đến làm việc thôi. Vậy thì phải rồi, làm việc có thể bồi dưỡng tình cảm. Đừng có nói em gái của anh chê bai anh nha. Con gái ở Hồng Kông kiêu căng như vậy làm sao anh kiếm được? Như cô Quê này thì xứng với anh lắm. Cô ta rất là ung dung, là nhã nhặn. Nó nói gì vậy? Thằng nói pháo dư gì nào đến? À, the problem to test, okay? They'll be here in 2 days with all the explosive you need. Good for you. I will call you later. Bye bye. Nó đó. Người này là tội phạm truy nã của nhà nước. Hồi trước hắn làm trong quân đội của Việt Nam, thuộc về bộ đội biệt kích. Hắn từng bị hiềm nghi buôn lậu súng ống và dẫn người ta đi vượt biên. Hắn có liên lạc với tập đoàn giúp người vượt biên ở Hồng Kông. Người phụ trách tên là Xà Đậu Bính. Xà Đậu Bính? Tôi có tài liệu của hắn. Xích Minh à, để tôi bắt hắn về hỏi cung nha. Được. Tôi cùng đi với anh. Xin lỗi, cô đến đây chỉ cung cấp tài liệu, còn chúng tôi phụ trách hành động. Nếu rửa kỳ hành động gì bọn phỉ đồ, tụi anh không biết mặt hắn là ai.
nhưng tất cả tài liệu đều ở trong đầu óc của tôi. Bộ chú Tiêu không có kêu tụi mình hợp tác như vậy sao? Ê, bắt thêm cặp tôm hùm bỏ vào đây đi. Muốn bắt thêm vài con tôm nữa không? Được rồi, cảm ơn anh. Nè anh Minh nè, đến ăn đồ biển hả? Phải Tùng, tôi dẫn hai người bạn tới ăn đồ biển. Được. Chào đồ Minh ở đâu hả? Nói cho tôi biết đi. À, anh nè, hai chị tự nhiên nha, để tôi bắt con cá mú cho anh. Ban giá chào đây. $1.50. $1.50, sao mắc vậy? Thì khí hậu không có tốt, kho bắt được cá lớn lắm, tôi không quán mắc cho anh đâu. Vậy bắt cho tôi con nhỏ được rồi. Hồi sáng này tôi thấy nó lái thuyền máy ra khơi. Chắc là có khách tới. Có biết chừng nào nó về không? Có lẽ là một lát nữa. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Quên, anh có lộn không đó? Sao con lớn vậy? Con này được rồi. Ý cha, sao lớn vậy? Anh còn trẻ ăn hết mà. Cái món khác để tôi lo liệu cho. Đi kiếm chỗ ngồi đi ha, theo tôi. Quỳnh, có phải hợp tác xã không? Cứ ăn đi, nhà nước trả tiền mà. Các vị ngồi bàn này nè. Ở bến tàu bên kia, thằng cha mặc áo trắng đó là kẻ canh gác nha. Ê, lấy bình trà lên đây. Ui, cập bến rồi kìa. Tên nào là xà đậu bính? Cái thằng mặc áo phục. Còn cái thằng mặc đồ xanh chắc là kẻ vượt biên. Cô có tài liệu của nó không? Không có, chưa từng thấy. Còn bộ tướng của nó như là kẻ đã từng làm lính. Tôi nghĩ trong cái túi da đó chắc là có súng ống. Xin Minh à, để tôi xét cho, không được. Phải theo dõi nó, biết đâu coi được cá lớn. Bồi à, tính tiền. Tiểu Long, gọi về phòng tài liệu hỏi coi. Tôi là DBC 26168, tôi muốn điều tra tài liệu. Anh Tuyên. Anh Phong. Ê, anh em không mà, cần gì phải làm vậy? Số tiền này chưa cho anh em xài đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì? Tất cả lưu bạc kiếm được mà. Nếu như không có anh chỉ huy, số tiền này chắc là tôi không thể hưởng được. Nhờ anh cứ liên lạc đó. Tụi mình đều là anh em mà. Có phước thì cùng hưởng, có quả thì cùng chịu, phải không? Anh Quân à. Nè, cảm ơn. DVC 26168, hồi nãy anh muốn tra số xe DC 660, chủ xe là Đặng Vĩ Cường, địa chỉ là tầng thứ 8, nhà số 39 đường Hoa Sa, Bắc Giác, không phải là xe bị ăn cắp. Over. Tiểu Long, gọi về sở, kêu tất cả anh em tới đây tập hợp. Biết rồi. Cô Quê, cô ngồi ở đây, đừng có đi đâu nha. Ê, cô Quê à, cô đi đâu vậy? Tôi mua báo. Tôi DBC 26168. Báo cho cô tạp chí làm ơn. Tôi đi chung với anh. Đừng có giỡn chơi nha. Lấy cô nào? Cô nào cũng được. Những chuyện này không có hợp cô làm đâu. Ở Đại Lục tôi cũng làm công tác. Tôi biết ở Đại Lục thì cô giỏi, nhưng mà ở đây là Hồng Kông. Ê, 30. 30 hả? Cô phải nhớ là cô đến đây chỉ là cung cấp tài liệu, chứ không phải là hành động đâu. Nè, chờ tôi chút nha.
sếp Minh. Hả? Hồi nãy tôi đang mua, cô lại nói chuyện với tôi cho nên... Tầm sách như vậy cũng đâu có sợ. Đưa tôi xem. Alo, sếp Minh nào còn trai gì nữa không? Ok. Mày hỏi giùm tao, số 6 đường Quỳnh Y Trung, chỗ này là cái gì? Quê, tôi nói với cậu rồi mà. Quê, quê, sao lại vậy? Thảo Dương, anh Phong. Anh Tuyền. Thảo Dương, có đem quà gì đến không? Những gì mình cần đều có hết. Mình qua kia đi. Mình là anh em với nhau, cần gì gấp như vậy? Nên nhớ, đừng tiết lộ ra ngoài nha. Anh đừng lo, xa đâu biết tôi làm gì có bao giờ thất bại chứ. Tôi về nha. Cô Quê à, tôi... Quê, chú ý tầng 2, tất cả cửa sổ đều sơn đen. Tôi nghĩ chỗ này là ổ rắn đó. Tôi biết rồi, việc này để chúng tôi làm. Cô làm ơn lên xe đi. Một lát nữa có chuyện gì không thể bảo vệ cô được đâu. Trần Gia Câu nhầm là cái gì của anh? Là chủ binh của tôi, có chuyện gì? Sao nói chuyện giống nhau như vậy? Tiếp Minh à. Anh Phong, những món vật mà mình cần, chuyện nào mới mua được chứ? Anh đừng có lo, tới khi đó sẽ biết mà. Bảo Dương, có anh Phong chỉ huy thì anh cứ an tâm đi. GVC 26168, nhà số 6 đường Quỳnh Ni Xung là một nhà bảo quan. Over. Đội trưởng, có chuyện gì? Bị lộ rồi. Anh Tuyền, dẫn anh kêu anh Đảng anh Hiền lấy hàng rút lui. Anh quên với tôi, đậu hậu. Lại lên đi. Dạ. Lại lên. Rồi. Nè, cảm ơn. Quê, ta đã bến ra rồi tính sao? Biết rồi, tôi biết rồi. Coi chừng. Quê, đừng chạy nha, đứng lại. Ê, mở cửa mau. Anh em nghe không? Nghe được. Nè, anh Phong, chiếu cố tàu quân giùm tôi. Rút lui. Cẩn thận. Anh Phong, bây giờ làm sao? Rút lui. Bỏ lên. Bảo Dương, chuẩn bị xong chưa? Phong đạo xong rồi, bây giờ đang ở đại sảnh. Anh Quân, rút lui. Biết rồi. Đừng có vô, nguy hiểm đó. Đừng mà. Quê. Cô không sợ chết hả? Tôi thấy một người cầm AK-47 đến lên lầu. Nó có máy bộ đàm, thấy cách nó cầm súng đoán chắc nó là quân nhân. Nhưng không biết cái trển cậu có bao nhiêu người. Vậy bây giờ tính sao đi? Sao đây? Xong chưa rồi chưa? Một cái nữa. Mau. Tụi anh chừng nào tới? Sắp tới rồi. Hy vọng đừng kẹt xe. Tiểu Long, anh đi vào cửa sau, chúng tôi lên cầu thang. Không được, phải nghe lệnh tôi. Mày đi cửa sau, tao lên cầu thang. Yes sir, go. Đã xong hết rồi, đẩy lên. Đổ xuống. Rút lui. Hậu Dương, báo cáo đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ, xin cho chỉ thị. Chúng nó mới lên hai đứa, chờ lát nha. Chuẩn bị. Tiếp rồi.
em quên. Mục tiêu xuất hiện, đội trưởng sẽ ra lệnh. Đừng có bấm. Tại sao? Thảo Dương, đừng có bấm. Đội trưởng, xin lặp lại. Rút lui mau. Tiếp theo. Bấm nổ đi. Không được, chưa có lệnh. Có bấm nổ. Không kịp rồi. Chạy mau. Em quên. Rút lui. Bắn chết tụi nó đã. Không được, đây là lệnh. Rút lui. Đứng im. Quy, anh kiếm gì đó? Tất cả cúp xuống. Bên ngoài có nhiều cảnh sát lắm đó. Đội trưởng cho chỉ thị. Anh kiếm cái gì đó? Tôi làm mất băng đạn rồi, kiếm giùm đi. Thảo Dương, rút lui mau, tôi sẽ thượng nha. Mẹ kiếp, quyết chiến với tụi nó. Phải. Họ kiếm giùm đi. Ném qua tôi. Quăng cái súng qua đây. Ném cái băng đạn qua cho tôi, mau lên. Mau quăng cái súng qua đây. Cô thiệt là đứng im. Nói gì? Yes, sir. Sao không vậy?
Không sao. Kêu xe cứu thương. Yes sir. Khỏi cần. Hồi nãy các đồng sự của tôi quá nặng tay với anh, xin lỗi nha. Nếu mình chịu hợp tác. Nói cũng không, cho tôi đi thuốc. Nếu chịu nói cho tôi biết mục đích tôi xuống đây lần này và địa điểm đồng đảng của anh, tôi sẽ xin giùm anh chứng là người chứng minh khống cáo. Tôi sẽ xin tội giùm cho anh, chỉ tố anh nhập cảnh phi pháp, chỉ giải vào nguyên quán thôi. Tôi khỏi bị ở tù thật sao? Ừ. Mẹ kiếp anh. Cái gì? Ừ? Chạy máu rồi à? Dọa ta đánh tôi đi. Đánh đi. Tôi khốn nạn. Hôm đó chúng tôi căn cứ theo tài liệu mà cô quen này cung cấp, theo dõi một đám người vượt biên từ Chí Cung cho đến trường đua ngựa nhà số 6 đường Quỳnh Ni Trung. Lúc đó chúng tôi còn chưa biết đó là đại bản danh của bọn chúng. Ban đầu thì bọn chúng dùng AK-47 và còn có đặt bom ở khắp nơi trong nhà nữa, cho nên chúng tôi lập tức bắn trả lại. Anh Phong à, cô này tức là hành cảnh đó. Anh làm như không biết gì hết nha. Chính là bọn cảnh sát này đã giết chết thằng Quân đó. Bọn phỉ đồ chúng nó rút lui cũng rất là nhanh lẹ. Chúng nó còn dùng AK-47 bắn loạn xạ vào chúng tôi. Còn bao lâu bọn phỉ đồ bắn hết đạn. Lúc đó thành trợ lý lập tức nhảy bổ đến vật lộn với phỉ đồ. Tao phải bắn chết hết tụi mày. Đi, đến sở cảnh sát bắn chết hết tụi nó. Anh Tuyên, buông ra, buông ra. Tôi chỉ có đứa em thôi cũng bị tụi nó giết chết, làm sao không xúc động chứ? Mối thù này mình không quên đâu, nhưng mình phải cứu phó Dương Đà trước. Nếu làm hôi chuyện lớn thì làm sao đánh lùi dân quân đi? Xin tôi đi. Anh Cử, anh đi hỏi thăm coi có muốn làm ăn nào lớn không. Hôm nay rất cảm ơn cô. Còn nói nữa. Thầy cảm ơn mà. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Anh nói cho nó biết, đừng tưởng dùng chút tiền có thể mua chuộc được mình, biết chưa? Kế hoạch này không thể bỏ dở. Ông biết nghe anh đang nói gì. I planned this job for many years. I won't let you guys screw it up. I don't want to be caught. You guys are all over the news. Ông sợ anh phá hoại kế hoạch của ông. Đã có huynh đệ của tôi bị chết cho chuyện này, bây giờ ông chỉ bỏ cuộc hả? Còn huynh đệ của tôi bị bắt trước khi có hành động, tôi sẽ cứu anh ra. Không cần lo. Còn số tiền này tôi không lấy đâu. Nhưng mà sau khi làm xong cái vụ này, phần của tôi ông phải trả cho tôi trọn vẹn. Nhớ rồi chứ? Why should I trust you anymore? Ông nói không tin tụi mình nữa đâu. Ông không phải không biết, ngoài trừ bọn tôi ra, không ai có thể hoàn thành chuyện này. Chờ tin đi. Alo, tôi muốn nói chuyện với cô Dương Quý Quê. Xin hỏi ông lại. Tôi là Trần Phong. Chờ lát nha. Cô Quê à, cô Quê, có một người tên là Trần Phong kiếm cô nè. Cảm ơn. Alo. Hello. Trần Phong. Anh Quê hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở dưới chỗ em. Anh rảnh không xuống đây? Được. Bây giờ xuống nha. À, anh chờ anh nha. Cảm ơn. Tôi có chút việc phải ra ngoài. À, cô Quê à. Hả? Tối nay cô có về ăn cơm không? Khỏi cần chờ tôi. Quê. Anh Phong,
em càng ngày càng đẹp. Xe của anh đó hả? Của bạn anh. Lên xe đi. Bây giờ anh phát triển cũng rất khá. Tôi mời Hồng Kông rất là thích hợp với anh. Có thể nói như vậy. Ở đây có nhiều cơ hội. Em còn nhớ lý tưởng của anh không? Nhớ chứ. Anh nói anh sẽ trở thành tỷ phú, sau đó áo gấm về làng. Còn nữa, ngày anh lên đường em có đến trạm xe lửa, nhưng xe đã lăn bánh rồi. Em không có nghĩ đến sau này còn gặp anh. Chắc em này hiểu được tính của anh. Khi anh đã nói rồi thì anh sẽ thực hiện. Anh cứ nghe em nói, em có thể sống bên Mỹ. Không bao lâu nữa anh với em sẽ sang bên Mỹ. Lần này em đến đây là đi công vụ. Em về suy nghĩ kỹ đi. Trước khi về đại lục, trả lời cho anh biết. Không có sao chứ? Là em hả? Sao trở về sớm vậy? Tiểu Long kêu em trở về sớm để mà giúp việc cho anh. Anh à, anh có tình địch rồi hả? Cái thằng Tiểu Long này thật là lẻo mép. Vậy anh phải cố gắng đi, đừng có để thua cho người ta. Nói bậy đi. Em đi đổ rác giùm anh. Mời vào. Chú Quê. Em Mỹ. Đi mua đồ hả? Phải rồi. Chào. Anh là Trần Phong, là bạn của tôi. Hi, chào. Hello, chào anh. Anh hai của tôi. Lý Quang Minh. Trần Phong. Cô Quê, tối nay ở đây ăn cơm đi. Lát nữa sẽ quyết định. Bye bye. Bye. Bye bye. Người tình địch này thì là tướng tú khôi ngô. Là tình địch đó. Em suy nghĩ giùm anh coi ăn cơm ở đâu đi. Chị Quê nói là còn chưa quyết định, chưa chắc là đi với nhau đâu. Họ không đi thì mình đi thôi. Em có uống trà sữa không? Không uống, anh uống đi. Anh đã pha nhiều lắm rồi. Vậy thì tự mình anh giải quyết đi. Để anh hỏi coi cô Quê uống không. Hai anh hai của em còn rất tỉnh táo đó. Anh Phong, uống coi có vừa miệng không? Em pha trà sữa, vừa thơm vừa ngọt. Có cái này phải trả lại cho anh. Hôm đó em đến trạm xe lửa định tặng cái này cho anh, nhưng mà xe đã chạy mất rồi. Để anh xem. Ủa, là quy chương vinh dự tối cao mà. Em tặng cho anh đó. Là vinh dự của em đó, anh không lấy được. Nhưng mà lần đó nếu không có anh... Anh nói cho em thời gian suy nghĩ mà. Có khi làm việc mà suy nghĩ quá nhiều sẽ hư gì không chừng. Người tới. Tôi đã pha trà sữa, mời cô uống. Mời anh vào. Nè, uống thử trà sữa tôi pha coi. Được, cảm ơn. Trà sữa cô pha tủ nhiều rồi. Để tôi thử trà của anh nha. Quả thật là ngon đó. Cảm ơn. Ngon thiệt. Cái này là cái gì đây? Đây là quân chương vinh dự tối cao của công an, phải tặng cho Trần Phong. Đâu phải, cô Kiến Quê mới đúng hơn. Thì ra anh Phong cũng là công an hả? Không phải, tôi không phải công an. Hồi trước tôi là quân đội của Việt Nam, sau đó tôi lên đại lục, bây giờ tôi đang làm việc ở Hồng Kông. Vậy cái quân chương này là của ai? Chuyện này dài dòng lắm,
Không sao đâu, tôi có rảnh mà. Anh Phong, anh nói tôi nghe coi. Được. À, anh Minh à, có thuốc vậy? Anh chờ chút, tôi lấy ngay. Cảm ơn. Tiếng gì vậy? Tôi có gì? Thằng cảnh sát khốn nạn này là cái gì của cô? Nói mau! Nói mau! Nói mau! Không thể giết chết bây giờ! Ê! Chết đi! Cháu thầy dạy! Cháu tôi! Khốn nạn còn la nữa hả? Chết đi! La nữa hả? Là Mỹ đó! Chết đi! Buông cô ra! Đừng buông tới! Buông cô ra! Đứng im! Đừng buông tới! Quăng cây súng qua đây nếu không tôi bắn nó! Được rồi! Mau quăng qua đi! Đừng có hành hạ cậu nha! Đau quá à! Em Mỹ à! Mày giết em tao, tao phải trả thù cho nó. Chú Liêu, chú Liêu, nó chạy qua bên kia rồi. Thưa ông Trần, làm phiền ký tên. Ký tên hả? Ký đây hả? Sếp Minh, anh có sao không? Không sao, chút đỉnh thôi. Cô Mỹ thế nào? Cô Mỹ cũng không sao, bị thương nhẹ thôi. Có tiểu lộ bên cạnh cổ. Anh Phong, cảm ơn anh. Đừng có sáo mà. Tôi không hiểu tại sao còn đóng dưới anh vậy. Lần trước chúng tôi theo dõi mà bọn cướp và giết chết một tên, có lẽ đồng đảng của nó đến trả thù. Cô Quy, có tài liệu phát cho cô. Cảm ơn. Pháo Dương. Pháo Dương? Bộ anh quen biết nó sao? Hồi trước ở Việt Nam, nó là bộ hạ của anh. Nó bị phạm tội hả? Lần trước tụi tôi đi đánh bọn cướp bắt được nó. Cái thằng này hết sức ngoan cố, đánh cách nào cũng chịu khai. Nó cũng có lời đặc biệt. Trà khảo, chưa chắc nó khai đâu. Vậy anh có cách gì không? Có thuốc lá không? Có. Cảm ơn. Cảm ơn. Hồi trước có lần tôi cứu mạng nó, không chừng tôi có thể giúp các người. Chuyện này để tôi xin ý kiến cấp trên đã. Tôi dẫn bạn của anh đến gặp anh. Bảo Dương, anh quên tôi rồi hả? Đội trưởng. Quê, tại sao đánh người ta vậy? Ở đây là Hồng Kông, không thể đánh tội nhân đâu. Tại sao điên cướp? Đội trưởng, tôi sai rồi. Hay là tụi mình ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau đi. Khỏi cần. Vậy tôi ở bên ngoài chờ tụi anh. Đội trưởng. Tôi không còn là đội trưởng của anh hồi trước nữa. Sếp Minh là bạn của tôi. Nếu anh chịu hợp tác với cảnh sát thì sếp Minh sẽ xin qua tòa giảng tội cho anh. Chứ anh làm nhân chứng mình không cáo. Anh muốn tôi giúp như thế nào? Đúng vậy. Sếp Minh à, cho một cái thuốc đã. Anh hãy cho tôi biết đồng đảng của anh ở đâu và cho biết bọn họ muốn gì. Tôi nghĩ tôi sẽ giúp được anh. Tôi không biết bọn họ đang trốn ở chỗ nào.
Lần này tôi đến đây là muốn đánh cắp năm tiệm Kim Hoàng. Tiệm đó hình như là tiệm Kim Hoàng Tứ Mỹ. Được, anh chờ tin của tôi đi. Đội trưởng, thuốc này anh lấy đi. Nếu đốt thuốc thì kêu họ. Cảm ơn. Đã chạy 4 vòng rồi. Bây giờ đang quẹo vào đường Hà Đăng over. Xếp trận over. Biết rồi. Ở trong tiệm nó có cái răng over. Có 4 người. Tất cả nhân viên phải tiếp tục theo dõi. Tôi vào đó xem cho kỹ có cái mật thám gì không. Tôi sẽ lấy cái báo của tôi làm dấu hiệu với tụi anh. Nếu tôi nói tôi trở về nhà tức là có vấn đề thì lập tức rút lui, có hiểu chưa? Qua thì sao? Trong mình tôi không có súng, bọn mật thám không có làm gì được tôi đâu. Nếu tôi gọi ông xã ơi tới coi giùm em coi thì tụi anh lập tức chạy bộ vào, có rõ chưa? Ờ, hiểu rồi. Bà chủ, hoan nghênh bà chủ đến tiệm của tôi. Hoan nghênh. Cảm ơn. Ê, wow, sợi dây tay này lớn quá rồi. Xe đi. Sợi này nhỏ quá à. Ê, sao phiền quá vậy? Em tự chọn đi. Làm phiền. Nè, chị em đi với. Sao mà ngẫu nhiên vậy? Gì vậy? Sao bà giống Stallone quá vậy? Chắc là cái à. Chắc là mặt thám. Mình phải thử coi. Sao mà mặc áo này giống áo thường quá vậy? Hay à, cái game này đẹp thiệt đó. Đẹp á? À? Nè tôi cho bà nè. Hay à, chết tôi rồi. Ây da, bông tay tôi rớt rồi. À, tôi kiếm giùm bà nha. Ủa, sao có trái cam ở đây vậy? Ây da, tôi kiếm được rồi. Đây nè, được rồi hả? Hay là kiếm được bông tai cũng cười vậy à? Đổi tôi đồ giả đó. Cười vậy? Hả? Đây nè, cái kiếm tôi đồ giả. Hay à, đúng rồi. Cái kiếm đó, nó là đồ giả. Kiếm vô là bị gãy liền à. Hay à, hả? Tại sao có móng tay dính ở đây vậy? Có phải của bà không? Đâu phải, mà móng tay tôi còn nguyên nè. À vậy hả? Vậy để tôi kêu chồng của tôi vô đi mua nữ trang giùm tôi nha. À, à. Phải, kêu vô đi mua đi. Alo, ông xã hả? Mau vô đây đi. Hả? Ê. Hay phải rồi, thiệt là đẹp đó, thiệt là đẹp đó. Quay, ủa? Trở về nhà đi. Ê, ủa, kêu vô xong vậy? Chạy đi. Đứng lại. Qua bển. Ở đây giải quyết xong rồi. Chú Tiêu qua không phải mục tiêu chú đâu. À, cái gì? Kêu tôi qua Mỹ à? Ờ, giờ tôi về sẽ nói nha. Qua bên Mỹ. Sếp đồng gọi anh Tin. Tin nghe đi. Tình hình bên ngoài thế nào? Tôi kể như thường. Cẩn thận nha. Yes sir. Over. Sếp à, ngoài kia khói mù mịt à, không biết xảy ra chuyện gì. Có khói hả? Phải. Sếp Huynh, tôi ra ngoài coi đó. Được rồi, đi. Anh dẫn tôi đi. Là thức kìa. Coi chuyện gì? Yes sir. Cháy nhà rồi, người bố người ta cứ tôi nhớ cháy nhà rồi. Cháy nhà, cháy nhà, cháy nhà.
Anh Long, ở hành lang có khói. Thông báo của đơn vị, lập tức chuẩn bị. Mau lên. Yes sir. Nè, mình đánh đi ha. Đánh đi, đánh. Đừng có sợ. Tụi anh qua giúp bọn họ đi. Đi. Anh Xuân Ngân qua bển đi. Yes, sir. Đi. Để tụi đánh chết nó. Chạy. Xin lỗi ngài thủ trưởng, sáng mai tôi sẽ lập tức làm bản báo cáo trình ông. Dạ, tôi sẽ. Chú Tiêu, chuyện này tôi... Chuyện này có đừng nhúng tay vào. Lần này rõ ràng là trúng kế điều hổ ly sơn rồi. Nhưng mà chú Tiêu à, tụi mình chưa đủ bằng cớ. Không có đủ bằng cớ thì kiếm bằng cớ. Lập tức sai người kêu Trần Phong về đây hỏi coi. Chú Tiêu, nếu như Trần Phong có tham dự, chú bắt nó về đây cũng không có hỏi được gì. Chuyện này dính dấp đến tôi, xin cho tôi cơ hội. Tôi đã biết tâm tình của cô. Chúng tôi đã hiểu biết quan hệ hồi trước của cô với nó. Cấp trên của cô và chúng tôi tuyệt đối tin rằng cô bị lợi dụng thôi. Cô không dính dấp gì tới cái vụ này. Cảm ơn lâu nay cô hợp tác với chúng tôi. Nhiệm vụ ở đây của cô đã hoàn thành rồi. Mày Tiểu Long, tiễn cô quay về nhà để cô chuẩn bị rồi tiễn cô ra sân bay. Chú Tiêu, tôi không rảnh tiễn cô. Quang Minh, nhân viên bộ tài liệu đã chuẩn bị xong tài liệu của Trần Phong, đang chờ anh đó. Yes sir. Tiểu Long, cô không đi hả? Yes sir. Cô quay. Cho ta tham gia điều tra, vì chuyện này đối với tôi không đơn giản là một công vụ đâu. Cô làm như vậy không có lợi gì với cô đâu. Khám phá không được vụ này đối với mọi người đều không có ích gì. Để tôi đối diện hỏi anh ta, nếu như Trần Phong thật có vấn đề, anh không gạt được tôi đâu. Chuyện của anh chỉ có tôi hiểu rõ hơn ai. Anh tin lời tôi nói đi. Tiểu Long, mày với Tiểu Châu với cô Quê đi kiếm Trần Phong. Đừng có làm đứt mình nói này. Yes sir. Cảm ơn. Cô đi với Tiểu Long đi. Phó Dương thế nào? Ok. Vậy để tôi thông báo cho Roger tiến hành theo kế hoạch đã định. Bây giờ không nên xài điện thoại của công ty. Tôi muốn làm gì với thường. Xin hỏi Trần Phong ở đâu? Ở trong phòng đó. Xin hỏi Trần Phong ở đâu? Ông Trần ở trống. Ý cô hai à, không nên vô trống như vậy đâu. Cô hai à, không được vô. Cô chú à, không sao đâu. Cô ta là bạn của tôi, cô ra ngoài đi. Xin lỗi, có thể cho tôi nói chuyện với anh Trần Phong được không? Tụi mình ra ngoài. Em quê à, chuyện gì? Chuyện này có phải anh nhúng tay làm không? Ông nói gì vậy? Pháo Dương bị người ta cướp giật đi. Pháo Dương bị người ta cướp giật đi? Chuyện này có phải anh nhúng tay làm không?
Anh nói đi. Em nghĩ là anh làm sao? Nếu như trong lòng em nghĩ như vậy thì em cần gì phải hỏi? Hỏi cũng thừa thôi. Em muốn nghe anh chính miệng nói với em. Được, anh nói cho biết. Anh không bao giờ làm sai việc gì, không làm gì có lỗi với em. Vậy được rồi, vụ án này em không nhúng tay vào nữa. Bữa nay em trở về Quảng Châu. Em quên, nếu như làm ăn này thành công, anh sẽ trở về để đưa em qua Mỹ chung sống với nhau. Được, em chờ anh. Tiểu Long có nghe tôi nói không? Đang nghe. Anh theo dõi chiếc xe đang chạy ra cho tôi. Được. Dõi đây, tôi vào trong. Biết rồi. Roger, tôi đã cứu anh ta ra rồi. Very good. You stay here. I'm gonna check out now. Okay. Alo. Anh Trương à, cái thằng nha, có một thám theo dõi đó. Ở dưới tầng Mỹ, tôi phải hành động liền. Cái kia thì không kịp đó. Ở bên này tôi sắp đặt xong rồi. Biết rồi. There's a police back there. You go pick up the car and wait for us at the side door. Okay. Let's go. Thank you. Thank you. We've been followed. Người đứng tên công ty thuyền vụ này tên là Hà Cự. Chúng tôi hoài nghi nó lợi dụng công ty thuyền vụ này để che mắt người ta. Thực tế là chúng nó hoạt động buôn lậu. Theo tài liệu của cục thuế vụ, mỗi năm công ty này đều bị lỗ lã. Alo, Sĩ Minh. Chờ một lát. Tiểu Long, Tiểu Anh. Cảm ơn. Sĩ Minh. Alo, Tiểu Long hả? Có tin gì? Hà Cự chạy tốt rồi.
Tại sao để nó chạy thoát vậy? Nhưng mà tôi điều tra được người liên lạc với nó. Nói đi. Roger Davidson. Roger Davidson. Người ăn lê. Edward, anh tra tài liệu người này giùm tôi. Ok. Đã cắt đứt liên lạc của ngân hàng bên ngoài rồi. Biết rồi. Chạy đi. Ngân hàng Thượng Hải Hồng Kông. Thank you. Không có gì. Ê, cảnh sát thông báo bà Tám tới rồi. Ủa, sao tới sớm vậy? Tiểu Long à, thì ra Roger là thiết kế sư của ngân hàng trung ương đó. Được rồi, tiếp tục điều tra. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Thế là chuyện gì? Ngân hàng trung ương chúng tôi bị ăn cướp. Mà tới ngay đi. Alo, mà tới ngay đi. Mà tới ngay đi. Điện thoại gọi không được. Điện thoại gọi không được. Alo, alo. Gọi không được. Điện thoại của tôi cũng bị đứt rồi. Chuông báo động cũng không reo. Tiếp tục liên lạc. Dạ. Ngồi xuống. DBC 26168 gọi xếp Minh. Bây giờ tôi đang ở đường ngân hàng, nhưng cửa ngân hàng nó bị đóng lại, không thấy đồng tin gì. Mày xuống xem coi có gì khả nghi không. Tao hoài nghi Roger lợi dụng hệ thống vi tính STM lấy được tài liệu ngân hàng trung ương rồi phá hoại hết các hệ thống giám sát. Chúng tôi đang liên lạc với ngân hàng, nhưng mà tất cả dây điện thoại và hệ thống giám sát đều bị cắt đứt. Nếu như trong ngân hàng có vụ đánh cướp thì tụi mình cũng không biết đâu. Tao đã cho người đi điều tra kỷ luật rồi. Cô Quyên, có tin tức rồi. Thằng cha Roger này đã thiết kế siêu kho bạc ở trong ngân hàng trung ương này. Anh nhìn chiếc xe đằng sau, người ngồi đằng trước có phải là Roger không? Chính là nó. Xin mình, Roger bây giờ đang ở ngân hàng trung ương. Trước khi tao tới đó, tụi mày đừng có làm kích động tới nó nha. Chúng tôi biết rồi, tụi mình đi trước. Alo, alo, alo.
I brought my man. À, sao là vậy? Tôi cũng muốn biết thôi. Don't worry. You and I cannot carry so much money. I guarantee you share. Hurry up, or it will be too late. Coi chừng bị phỏng tay trên đó. Tình hình ở dưới thế nào? Tôi nói có đông người, còn bắn chết có hồ vậy nữa. Chờ xin cho kỹ đã. Sếp bàn sao hả? Lập tức liên lạc giám đốc ngân hàng giùm tôi. Kêu ông lấy tất cả bản đồ của ngân hàng tới. Yes, sir. Everybody silent. Cooperate with me. Nobody get hurt. You, lady. No. Come here. No. Open the door. You two, go down to get rid of the guard. Hình như là có vấn đề. Tôi xem. The cops are here. Let's start plan B. Anh nói có chỗ nào sơ hở? Tại sao bây giờ bị cảnh sát bao vây? You won't have been followed by the police. We won't be in a shit today. Không một mối tụi anh đâu. Là tụi mình bị cảnh sát theo dõi. Relax. This ventilation tunnel leads to the MTR maintenance dock. Excuse me. Now they have no way to come down. Get your men to blow a tunnel. We must be there before the maintenance car leaves the dock. Thôi Dương à, bị bao dây rồi. Đặt mình lại cho nổ đi. Hả? À. Có đường nào đi đến kho bạc không? Không có.
Tụi mình không phải chim bao chứ. Chim bao gì cũng sướng thiệt. Đường này đi tới đâu vậy? Con đường này nối tiếp đến cả ống nước bố cục dưới đất á. Theo tôi được biết, chung quanh đều có sắt thép phong tỏa rất là kiên cố. Nếu muốn đặt mình làm nổ cũng cần phải có một thời gian. Có tiếng nổ. Ở chỗ sửa máy phải có người tiếp ứng không? Nó nói gì vậy? Nói chuyện này tụi mình không cần biết, chỉ cần đem tiền ra được rồi. Muốn làm xong vụ này, thủ tiêu nữa nha. Anh Phong, phải ra tài trước mới được khiêng tiền. Còn chỗ này là chỗ nào? Đây là chỗ sửa xe của Metro. Lập tức liên lạc Metro, lấy tất cả bản đồ tới đây. Yes sir. Bên cửa thấy có động tĩnh, sẽ qua coi. Được, đi coi. Yes sir. Tell him to get the explosive and follow me. Ông nói kêu lấy chiếc nổ đi theo đó. Đi đi. We got only 5 minutes. Follow me. Xếp bên xếp qua kìa. Theo tôi đến trạm metro. Explosive.
Nói gì? Chào mọi người. Phóng mà chạy mau đi. Anh cũng chạy đi. Không có được đâu, cái chân của tôi bị kẹt rồi, tôi ra không có được đâu. Anh đuổi theo lấy tiền lại đi. Thằng khốn nạn rô chờ này. Tôi đẩy ra chạy mau đi. Không có được đâu, tôi chạy không có được đâu. Anh giết chết nó cho tôi đi. Lục soát khắp nơi hiện trường, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mở thám đi, mở cửa đi, mở thám đi. Chúng tôi hoài nghi có bọn cướp trốn ở dưới metro này, nhờ các anh giúp đỡ dùm. Mời xếp qua coi đi. Chiếc xe này chạy đi đâu vậy? Tụi nó vào con đường ngầm này đi chim sa chuỗi. Có cách gì cản lại không hả? Xe công trình tụi nó khống chế. Anh sẽ coi chuyến xe ở chim sa chuỗi chạy ra rồi chưa? Chạy ra rồi. Chỉ còn cách nào cản lại tụi nó không? Có, những lúc cần thiết mới dùng được. Bây giờ cần thiết đó. Bọn chúng có vũ khí và chất nổ nữa. Đừng để tụi nó ở dưới đường ngầm. God damn it.
Để mình nó lùi trở lại kìa. Anh này ở đây, còn anh theo tôi. Yes, sir. Don't kill me! Don't kill me! I give you all the money. You see? Give you all the money. Don't kill me! Anh này muốn tao bị mất mạng. Mày tưởng có tiền chủ được hả? Hả? Đứng yên! Shitty! We died together! Trần Phong! Anh đừng có bước đi! Trần Phong! Tại sao lại gạt tôi? Anh bắt đắc dĩ mới gạt em. Anh tưởng là... Tưởng là cái gì? Anh tưởng cướp cổ giết người là có thể làm được tỷ phú, mặc áo gấm về làng. Anh giữ tiền của người ta, anh xài được sung sướng sao? Đứng yên, để xuống xuống. Chú ý người đàn ông. Anh muốn làm gì? Anh không thể bị tù suốt cuộc đời đâu. Em đi ra đi. Anh không muốn ngó thấy kết cục như bây giờ. Chuẩn bị. Các người đừng có nổ súng nha. Những gì mà tôi không muốn thấy đã thấy hết rồi. Những gì mà tôi không muốn biết cũng đã biết hết. Anh đầu hàng đi. Tôi sẽ chờ anh. Chạy mau. Có tiếng nổ dưới hầm. Tất cả chú ý. Tất cả chú ý. Ở trên nóng sập xuống rồi. Mau chạy đi. Chờ nóng coi lại đi. Chạy mau.
这样一个女人，让我欢喜，让我。